Thân ái xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cứ Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta những cái thiết bị âm thanh mà chơi nghe các bạn thiên về tiếng Bắc thì chơi những đôi loa như thế này và những chiếc súp này, vừa nghe nhạc vừa chơi karaoke, và của một cái thương hiệu nổi tiếng về gì về những cái thiết bị âm thanh sân khấu ngoài trời, đó là Yamaha. Vâng, hôm nay mình giới thiệu các bạn hai chiếc súp này. Hai chiếc súp đây là chiếc súp Yamaha ấy. Chiếc súp màu đen này á, là chiếc súp Yamaha AW300, và chiếc màu gỗ này á, thì là AW200 325 325. Vâng, IST325. Chiếc súp này bass 20, có chiều cao của nó là 38, chiều sâu là 36 và chiều chiều rộng là 31,5. Vâng, còn là chiếc súp này thì tương đối lớn hơn nha. Chiếc súp này là model của nó là 300 nè. Model của nó là AST AW300. Con này đặc biệt là chạy 4 nguồn điện, 4 nguồn điện các bạn nghe. Hàng xuất Mỹ mà, điện 100, 120, 220 và 240. Phía sau nó con này cái bộ bộ lọc nó tương đối là khủng ha. Bây giờ các bạn nhìn thấy này, cái thân thân của cái súp này chiều rộng đến 40 luôn, chiều sâu 43 và chiều cao cũng khá là cao, chiều cao đến 50 đây các bạn. Và phía trước của nó thì con này là cái bách ở phía trước, con này bách 30 luôn. Đấy, căng nhựa này, có cái logo rất rất là hàm hồ ha, rất rất Yamaha luôn, rất đẹp cái căng nhựa. Vâng, thấy các bạn. Đấy, cái phần ấy căng. Các bạn xem. Và cái bát 30 màng giấy viền cao su. Màng giấy viền cao su. Rất đẹp. Con này cái phía dưới là lỗ hơi. Con này đẹp kê, chưa xài Việt Nam ấy chứ. Vâng, hôm nay thì mình ghép cái súp này. Mình cho đánh thử với một đôi loa Jambo 507A này. Rồi với cái amply Denon. Mình đánh với đôi Yamo 507A made in Đan Mạch. Đôi loa này thì đến đến hai cái mic các bạn này, viền cao su nè và một chép, còn hai cái bắt đối xứng ở trong cái thùng các bạn nha, ở trong thùng nó nằm đối xứng ở trong cái thùng. Vâng, mình ghép những cái thiết bị này vào rất hợp. Đôi loa Yamo này thì chiều cao cũng khá là cao, 92, chiều rộng 23 và chiều sâu là 37. Đôi này hình nục sỏi các bạn nha, đôi này hình nục sỏi gỗ lạng, cực kỳ đẹp. Đôi này thì nghe nghe nhạc vàng, nghe những dòng nhạc trầm rất rất là phù hợp. Mình ghép với một chiếc amply 1500 R2 La Mã đời nông. Con amply này đẹp tuyệt vời, đẹp keng luôn, hai tăng phô mới chắc. Mình không có thời gian cho nên mình hay làm một cái video như vậy, mình giới thiệu đến hai ba sản phẩm vào một lần. Còn anh em nào có thiện chí mua hàng thì mình có thể mình gửi qua Zalo cho các anh em xem và tư vấn cụ thể luôn, chứ mình thì nói trực tiếp nó như vậy cho nó nhanh, chứ còn không có văn hoa gì cả, tốn thời gian, không có ấy nhiều lắm đâu. Bây giờ mình báo giá luôn là hai cái súp này, một chiếc súp Yamaha 300, chiếc súp màu đen ấy, nói cho rõ luôn là 9 triệu đồng. Chiếc súp Yamaha 315 màu vàng gỗ này á thì 6 triệu. Đôi loa 12 triệu, chiếc amply cũng 12 triệu. Vâng, mình báo giá hết. Vâng, xin mời các bạn nghe một ca khúc để biết được chất âm của cái súp này. Cái này mình có gắn cái súp nè. Mình có gắn cái súp vô, các bạn nghe. Các bạn nghe để biết. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc qua những cái thiết bị âm thanh này nha. Tất nhiên là mình có qua súp vì mình đang giới thiệu cái súp mà nha. Xin mời các bạn. Đang đánh quân súp này các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại.